Bé trai 22 tháng tuổi bị bác sĩ tác đỏ mặt tại phòng khám. Anh BNC sinh năm 1991, ngủ tại đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bức xúc về việc con trai anh bị bác sĩ tác khi đang chữa bệnh tại phòng khám. Cụ thể, con trai anh là cháu BNB, 22 tháng tuổi, có biểu hiện viêm mũi dị ứng sau khi nghe mọi người giới thiệu anh C đưa con tới phòng khám chuyên khoa tai mũi họng tại số 20 ngõ 24 Phan Văn Trường. Tại đây, cháu B được bác sĩ phụ trách phòng khám Lê Thanh Hải trực tiếp khám và điều trị. Ngày 10 tháng 12, sự việc xảy ra khi bác sĩ bơm thuốc vào mũi, thuốc rất đắng và cháu thường phải nằm lên ghế chuyên dụng, có ít nhất 3 người giữ, con tôi có bị sặc và bắn nước vào bác sĩ Hải. Sau đó, con bị bác sĩ tác một phát thẳng tay vào má bên phải, phía cùng tay với bác sĩ Hải. Anh C kể lại sự việc. Khi anh C bức xúc, bác sĩ Hải giải thích lý do là để cho bé không tiếp tục những hành động như thế. Thấy gia đình phản ứng, ông nói, thôi được rồi, bác lỡ tay, bác xin lỗi. Về nhà, nhận thấy trên má con có vết lằn đỏ sau khi bác sĩ tác, anh C đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Anh cho biết con trai đã chữa bệnh tại phòng khám của bác sĩ Hải 30 ngày, tuy nhiên bệnh không hề thuyên giảm, ngoại trừ lần đầu tiên phải thanh toán 500.000 đồng. đều đặn mỗi buổi tối đến điều trị, anh phải trả số tiền 300.000 đồng, mỗi lần điều trị kéo dài khoảng 1 tiếng. Đặc biệt khi điều trị tại đây, con anh không có sổ khám bệnh hoặc bất cứ giấy tờ kèm theo. Tôi nghĩ rằng ai đến khám phải cân nhắc về tài chánh. Khi đến khám, tôi không hề được tư vấn và giải thích về liệu trình chữa bệnh. Do đó, ngay từ ngày bắt đầu, tôi phải cho con theo khám đều đặn tại đây. Vào ngày thứ 15, tôi định cho con dừng lại vì không đỡ. Nhưng khi dừng, con lại có dấu hiệu nặng hơn, nên tôi tiếp tục tới bây giờ, anh C nói. Về sự việc trên, anh C cho biết, mình đã tha lỗi cho bác sĩ tác con nhưng sẽ không tiếp tục khám và điều trị tại đây. Anh cảnh cáo các gia đình cẩn trọng khi đưa con tới khám tại các phòng khám tư. Gia đình tôi không nuông chiều con quá mức hay nuôi con kiểu lồng kính. Nhưng việc một bác sĩ tác vô cớ một đứa trẻ còn chưa biết nói là khó chấp nhận. Chuyên môn có thể cao nhưng đạo đức mới quan trọng, anh C nói thêm. Ông Đặng Ngọc Cường, tổ trưởng tổ dân phố số 8, nơi đặt phòng khám và nhà anh C, cho biết đã nắm được sự việc, ông sẽ đến nói chuyện với bác sĩ Hải. Phòng khám tai mũi hồng này đã mở được 2 năm nay, có khá đông bệnh nhân, nhiều bệnh nhân từ các tỉnh xa đến điều trị. Tôi cũng không rõ phòng khám có giấy phép hay chưa, nhưng trên bản hiệu của phòng khám không ghi, ông Cường cho hay. Tối ngày 11 tháng 12 chia sẻ về sự việc bác sĩ Lê Thanh Hải, chủ phòng khám chuyên khoa tai mũi họng cho biết, tối ngày 10 tháng 12 khi rửa mũi và điều trị cho bệnh nhân B, cháu phun vào mặt nên tôi có bọt phát tác vào mặt cháu, sau đó tôi đã xin lỗi gia đình. Theo ông Hải, khi điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ đeo khẩu trang y tế, nhưng khi đến lượt B do còn lại mình cháu, nên bác sĩ đã bỏ khẩu trang, dịch của cháu đã bắn vào mặt tôi, hôm nay tôi đã bị ốm, ông Hải giải thích. Ông bố Bắc Ninh vượt cú sốc vợ cấm sừng để chăm hai con mọn. Con nhỏ khát sữa, con lớn khóc đòi mẹ. Từng có đêm anh Tùng ở Bắc Ninh bất lực chỉ biết ôm hai con rồi khóc như đứa trẻ. Hai năm sau khi ly hôn, anh Tùng 30 tuổi và hai con đã ổn định lại cuộc sống. Anh vừa kiếm được một công việc hành chánh để có nhiều thời gian hơn cho hai con, thay vì trực tiếp quản lý cửa hàng tạp hóa như trước. Dưới đây là chia sẻ của anh Tùng về thất bại trong cuộc hôn nhân đã qua. Tôi và vừa cũ làm cùng công ty xây dựng, nhưng chỉ quen nhau khi một lần công ty điều người lên Bắc Giang hỗ trợ dự án. Đó là lần đầu tiên hai đứa trò chuyện với nhau, tôi thấy cô ấy thân thiện, hai đứa nói chuyện rất vui vẻ. Sau khoảng 3 tháng, cô ấy nhắn tin nói yêu tôi. Tôi lúc đó đang độc thân nên đã nhận lời, yêu nhau một thời gian thì tôi dẫn cô ấy về ra mắt. Bố mẹ tôi rất quý cô ấy mẹ thương cô ấy con gái một mình, đến Bắc Ninh lập nghiệp, nên bảo dọn về nhà tôi ở để khỏi phải thuê trọ. Chúng tôi yêu thêm vài tháng nữa thì làm đám cưới vào cuối năm 2012. Cưới xong một thời gian, vợ tôi sinh con nên nghỉ hẳn việc. Để cô ấy đỡ buồn chân tay, bố mẹ tôi mở cho một cửa hàng tập hóa tại nhà, vừa bán hàng nhỏ lẻ vừa chăm con, Tôi từ lúc có vợ con cũng học được cách hạn chế chi tiêu mỗi tháng gửi vào tài khoản của vợ 15 triệu đồng. Tính chất công việc xây dựng hay phải trực và công tác xa nên thời gian tôi ở bên vợ con thực sự rất ít. Năm 2014, vợ tôi mang bầu lần hai trong khi công việc của tôi phải đi xa nhiều hơn, có khi đi công tác vài tháng mới về. Thật sự tôi bận biểu công việc, mà ít dành thời gian được cho vợ con, cố gắng lắm thì mỗi ngày chỉ gọi về cho vợ được một lần. Có thể vì thế cô ấy chán mà bắt đầu làm quen với những người đàn ông khác qua mạng xã hội. Một lần về nhà tôi thấy trong điện thoại của cô ấy có tin nhắn với vài người đàn ông lạ. Tôi ghe ngầm lên ra khảo vợ, cô ấy giải thích chỉ là mỗi quan hệ bạn bè. Tôi thì nghĩ mình đi làm xa, vợ ở nhà với hai con vất vả nên càng thương vợ hơn. Nhưng thật sự không ngờ được người mình một mực yêu thương lại nhẫn tâm lừa dối tôi. Đợt ấy, vợ tôi hay gửi con lại cho ông bà nội, nói có việc cần ra ngoài, vài lần như thế nên mẹ tôi sinh nghi. Ngày chứng kiến vợ bên người đàn ông khác vai kề vai, tôi đã muốn hủy hoại cả hai con người đó. Tôi cũng từng tìm cách trả thù vợ, xong nghĩ tới con tôi lại không đành. Lúc bình tĩnh lại, tôi thấy giải pháp tốt nhất là ly hôn Tôi để đơn lên tòa và xin được quyền nuôi các con. Khi đó, tôi cũng có nói nặng nhẹ với vợ, việc cô ấy đi tìm hạnh phúc mới tôi sẽ không trách nữa, chỉ xin vợ để tôi nuôi con, bởi cô ấy đi bước nữa, hai con tôi sẽ khổ, vợ tôi buộc phải đồng ý. Cuộc sống không có bàn tay người phụ nữ ban đầu thật sự quá khó khăn. Lúc đó, con gái lớn chưa được 3 tuổi, con nhỏ 14 tháng. Tôi xin nghỉ làm ở nhà chăm con." Hai đứa con nhớ mẹ khóc rồng cả đêm, nhất là đứa con nhỏ khát sữa, mua nhiều loại sữa hộp mà con không uống, nhìn con sụt cân liên tục, lòng tôi đau như cắt. Nhiều đêm nghe con khóc thật là đau, đã có đêm con quấy quá, tôi thật sự chỉ biết ôm hai con mà khóc như trẻ nhỏ. Khó khăn nhất là lần con bị viêm phổi phải nằm viện nửa tháng trời, tôi và mẹ đẻ thay nhau chăm, đang thảnh thơi đi làm, giờ phải bỏ việc chăm con, mọi thứ với tôi đều bỡ ngỡ thời điểm đó tôi những tưởng không thể qua được thế mà gần hai năm qua cuộc sống của ba bố con đã đi vào nguồn ổn định tôi thành thạo việc đi chờ nấu cơm giặt giũ kể cả tắm rửa chơi với con trai buộc tóc cho con gái mới đây tôi xin được việc hành chánh trong công ty tư nhân gần nhà nhờ thế mà có nhiều thời gian hơn để đưa hai con đi chơi cửa hàng tạp hóa thì tôi thuê người bán vợ cũ của tôi mấy tháng trước đã theo chồng sang nhật trước đó cô ấy cũng thi thoảng về thăm và mua quà cho các con tôi và cô ấy cũng không còn gì để ngại giờ coi nhau như bạn bè tất cả là nhờ có con mọi oán hận trong tôi đều được hóa giải bởi vì dù sao đó cũng là người mà con gọi là mẹ tôi thì chỉ muốn các con sống hạnh phúc nên sẽ không gieo vào chúng nỗi đau bị mẹ bỏ rơi con gái đầu càng lớn sẽ có nhiều việc bố không thể thay thế được mẹ, nhưng tôi sợ đi bước nữa người đó không hiểu được cho mình, không yêu thương con mình như mình thôi. Theo chuyên gia tâm lý Kim Thành, với kinh nghiệm tìm giải pháp hỗn hoảng hôn nhân nhiều năm nay cho các cặp vợ chồng, chị nhận thấy sự thiếu quan tâm lẫn nhau là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới độ vỡ tình cảm. Nhu cầu được quan tâm, yêu thương luôn có trong mỗi người. Một số người có bản lĩnh có thể ức chế được nhu cầu ấy, nhưng khi nhu cầu ấy không được đáp ứng và còn hình thành thêm suy nghĩ trả thù thì sẽ rất dễ xa ngã, tìm kiếm nơi bù đắp. Chuyên gia Kim Thành nói, Chị Thành cho rằng, trong trường hợp của anh Tùng, anh đã không thể chấp nhận được vợ lừa dối nên chọn giải pháp ly hôn. Đây cũng là con đường hợp lý nhất cho cả anh và người vợ đã thay đổi tình cảm. Nhưng Đối với những người đàn ông khác, nếu còn muốn giữ gia đình, còn tình cảm với vợ, thì cần phải cố gắng yêu thương, bù đắp cho vợ nhiều hơn. Xã hội đang có suy nghĩ khắc khe với phụ nữ rằng, một lần mắc sai lầm là cả đời sẽ mắc sai lầm, dù dĩ nhiên, người một lần phạm lỗi sẽ dễ lặp lại hơn người chưa từng phạm lỗi, điều đó cho thấy một khi người đàn ông có vợ ngoại tình muốn giữ lại hạnh phúc gia đình thì phải cố gắng hơn bình thường gấp bội đã tha thứ rồi thì phải thống nhất và tin tưởng nhau chuyên gia kim thành nói thêm